tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi mini hàng khai thác ha. Cây này có bộ chỉ tàn nó rất là già rồi nè. Đây là một cây sam núi khai thác tàn rin đó, nó mới được già như vậy ha. Cây có đường thân có ngón tay út của em nè, cao khoảng tầm 20 cm ha, đã được nhét vô chậu cạn rồi. Cây này mình cứ về mình để cứ thế để bạn chơi thôi. Cây nhỏ nhưng mà rất là già. Đây là một cây sam núi trái nữa ha, tàn của cây rất là già rồi nè. Dạ em xin giao lưu cây sam núi này với giá là 220.000 đã bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo, em để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.